Đây chắc chắn là một video mà các bạn mong chờ nhất với những thứ cực kỳ đặc biệt trong Blockfoot, như là sự kết hợp của trái Kitsune và trái Phoenix, hay thậm chí là một lõi nguy hiểm nhất trong game. Và đương nhiên tất cả những thứ này sẽ đều có trong video ngày hôm nay. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn toàn với 4.145 cái phần bình luận nha. Thì đến với lõi đầu tiên sẽ là một cái lõi mà gọi là cực kỳ nguy hiểm trong Blockfoot luôn nha. Nghe ghê không? Nghe bí ẩn quá. Thì đầu tiên em lấy ra cho anh trái Portal đi. Sau đó thì rồi, chúng ta sẽ đợi chiêu V hồi nha. Cũng hơi lâu ha. À giờ chuẩn bị cho mỗi thằng một trái quỷ đi nè. Trái này nè lụm lên. Để ra chỗ trống trống đi. Quăng ra đây nè. Quăng ra ngoài vậy nè. Thì bây giờ em xài chiêu V sao mà cho lúc em bị hút vô sẽ lụm trái quỷ, hiểu không? Ok em hiểu. Thì khi mà em làm thành công á, nó sẽ ban em khỏi game luôn. What the fuck? Dở á, nó kích thôi. Giờ làm nè, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Ê, what the fuck? Trời ơi anh. Thì các bạn chỉ cần xài chiêu V của trái bao tồn ngay trái quỷ này. Ôi, rồi. Ôi, anh bị kích thiệt rồi nè. Má điên vãi. Cái này mà đi chôn mấy đứa bạn là vui lắm à. Thì đây là một cái lỗi khá nguy hiểm, các bạn không nên thử nha. Nhưng mà nên thử lên thằng bạn của bạn. Thì đến với lỗi thứ hai của Blockfoot, em biết đó là gì không? Là gì vậy? Trời gà. Thì đầu tiên các bạn phải out ra vào lại một cái game mới và chọn vào phe hải quân. Ok, đến với bước tiếp theo. Ủa, em biết bức tường này em có thể đi xuyên qua được không? Thì bước tiếp theo em chỉ cần đổi qua bên phe hải tặc. Và lúc này em sẽ không có nút thêm đồng đội vô như bình thường. What? Heo. Các bạn thấy không, chúng ta sẽ bị mất hết một cái icon ở đây. Đó chính là cái icon Elite ha. Và nếu mà muốn khắc phục được lỗi này, các bạn phải out game ra và vào lại. Còn không thì... Về đất sẽ đi săn bounty các bạn. No. À, chết thiệt. Mà kỳ quá. Ok, chúng ta sẽ đến với lỗi thứ 3 trong video ngày hôm nay nha. Như các bạn đã biết, trái gốc két chính là một trong những trái quỷ phế nhất trong game hiện tại đúng không? Đúng rồi, trái quỷ cùi bắp nhất. Nhưng mà em đừng khinh thường nó nha, bởi vì khả năng nó hơi bị dữ đó. Em nghĩ trái nào sẽ có khả năng bay đỉnh nhất trong game? Em nghĩ đó là trái like. Vậy thì coi nè, chắc em chưa biết nó trái gốc két của anh đúng không? Nhìn kỹ nó nha, là một lần thôi đó. Thì đầu tiên em xài chiêu ép của trái gốc két và đổi sang trái quỷ khác. Ui! What? What the fuck? Ui hệt hả? What the? Em xài trái like của em rồi bay hơn anh nữa rồi. Em không thấy anh để bay heo nữa. Thì với cái lỗi này các bạn có thể bay còn nhanh hơn trái like đó nha. Mình chắc chắn là vậy luôn. Và sau 5 giây bay thì mình đã không còn thấy vi đắc ở đâu nữa rồi. Xung quanh mình chỉ toàn là Sky ơi. Thì đến với level tiếp theo. Em biết cái kiếm Rengoku không? Biết. Rồi lấy cái kiếm nó ra đây. Thợ săn quỷ Rengoku. Thì lần trước anh có chỉ em xài chiêu ít xong rồi tháo vũ khí ra thì nó sẽ được cái hiệu ứng anime ở trên màn hình đó, nhớ không? Nhớ. Tuy nhiên hôm nay nó còn cái bá đạo nữa. Đó chính là khi mà em xài chiêu ít một lần nó sẽ có hiệu ứng anime vậy đúng không? Đúng rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi mà em sử dụng nó 1000 lần? 1000 hiệu ứng anime. Chính xác. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần việc lặp đi lặp lại cái hiệu ứng này. Đó, các bạn thấy chưa, màn hình của chúng ta càng ngày càng thay đổi. Và bây giờ sẽ là lần thứ tư. Ui nó đỏ hơn nữa kìa. Và lần thứ 5. Ui. Lần thứ 6. Lần thứ 7. Ok các bạn ơi, thì đây chính là sau 100 lần thử của mình nha. Thì như các bạn thấy đó, view rất là đẹp ha. Rồi thì đến với level tiếp theo. Thì có vẻ như em đã biết cái loại bung mà mọc cánh của trái Falcon xong rồi đổi qua trái quỷ khác đúng không? Đúng rồi, cái loại bung đó quá bình thường luôn á. Thì đương nhiên rồi, video của anh Crazy Lane mà làm sao xài mấy loại bung bình thường vậy được. Thì bây giờ em lấy ra cho anh trái Phoenix nha. Sau đó thì em sử dụng chiêu Z và đổi qua trái quỷ khác. Hello, thấy gì không? Ôi. Hello. Má đẹp vậy. Em tưởng anh không di chuyển được luôn chứ, ai ngờ di chuyển được luôn hả? Ngầu không? What the hell? Ngầu không? What the hell? Ngầu. What? Ngầu với hai. Ôi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ biến thành trái Kitsuphonicon nha các bạn. Kitsuphonicon. Oh my god, trái gì mà nghe tên độc lạ mình thốt cho quên. Hey, nổi luôn á. Kitsune. Ủa? No. Rồi, ý kiến hay đó, ý kiến không tồi nha Phong. Thử nha, anh thử biến hình human nha. What the fuck? Ok, thì đến với loại bung tiếp theo. Đây sẽ là cái loại bung mà khiến các bạn trở nên ngầu hơn nữa. Đầu tiên thì các bạn lấy ra cho mình trái mammoth nha. Rồi, sau đó thì em nhớ cái loại bung tàng hình chứ vậy. Tàng hình. Đó. Rồi, thì tiếp theo em chỉ cần lấy cây Warden Sword qua và xài chiêu dách. Bước tiếp theo thì em xài chiêu V của trái Shadow. Hello. Nhìn anh béo mà clờ luôn á. Cũng không ngầu lắm nha. Ủa hơi béo thôi mà, em body shaming anh hả? Này giống mấy cái robot siêu nhân á. Coi này đứng yên đi đừng xem vòng. Rồi biến hình đi, hợp nhất với anh đi Phúc. Biến đi rồi con chó.
Đây là cánh tay của anh đây nè. Cánh tay lọt trên đó vậy cha. Thì đến với là bom tiếp theo. Đầu tiên các bạn cần phải lấy ra cho mình một trái có sức mạnh cực kỳ lớn, đó chính là trái bom. Sau đó thì chúng ta sẽ nhờ người bạn xài trái bò tàu nha. Em có đang xài trái bò tàu không? Ok, em đang xài trái bò tàu nè. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần giữ chiêu V của trái bom và nhờ người bạn chuyển sang hòn đảo nào đó khác. Ok. Anh thấy em bay luôn kìa. Em với anh cùng bay chung nha. Ôi em bị kích luôn rồi. Vậy? Em bị kích rồi. Thì lúc này các bạn sẽ được bay cực kỳ nhanh luôn nha. Và thậm chí là con phải đắt ba chung nữa. Bay khỏi server luôn. Bùm. Ui anh ngừng bay mà cái cây hôm nay nó bay màu rồi. Ok thì chúng ta sẽ đến với một cái loại cũng khá là thú vị nữa. Thì đây chính là một cái loại khá là thú vị nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần phải có một người sử dụng trái portal và không phải là tập người cá nha. Sau đó thì các bạn biết do không? Chúng ta chỉ cần sử dụng chữ X và đi xuống dưới biển như thế này là chúng ta sẽ không bị mất máu. Các bạn tin không? Em tin không Phúc? Em không tin. Em tin tưởng anh không? Ok em tin anh. Rồi thử đi, let's go, tàng hình đi. Rồi xuống, xuống chưa? Ôi em đang dưới nước á. Ôi em đâu rồi? Ui nãy em sống tới giờ luôn, lâu vậy? Hình như lâu hơn được miếng ra. Vậy là khi các bạn sử dụng chiêu X của trái portal và tàn hình ở dưới đó thì các bạn sẽ không bị mất máu nha. Đâu làm lại thử ơi, làm lại thử cái nữa ơi. Ừ rồi, em với đắt nó đang đứng ở đây nè các bạn nhưng mà nó vẫn không mất máu. Gì vậy? Thôi không có gì đâu, thì nói chung là cái lõi này nó vậy đó nha các bạn. Và đến với một số album bonus nữa chứ các bạn. Thì ở đây các bạn chỉ cần lấy ra trái mochi cho mình nha. Rồi sau đó thì mình nhớ không nhầm thì chúng ta chỉ màn hình lên như thế này và nhảy lên xà chiêu dách. Ui what, cái này có thiệt các bạn ơi, trong chống tre nè Nobita. Thì bằng một lý do đó khi mà các bạn làm đúng những bước mà nãy giờ mình chỉ thì nhân vật các bạn sẽ xây vòng luôn. Rồi không biết những chiêu khác có làm được không ta, để mình thử nha. Những chiêu khác thì không làm được. Chứ bình thường các bạn phải quay con chuột một vòng như thế này nó mới có thể xây được đúng không? Nhưng không, với cái bung này các bạn chỉ cần chỉ màn hình lên trời, nhảy lên và xà chiêu dách. Ui. Ok, khá là hay ha. Và tiếp theo sẽ là một cái lô bung mà có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm. Tuy nhiên thì mình rất là sợ bị kích ra khỏi server, nên là hôm nay mình mới quyết định là thử làm cho bạn xem một lần thôi nha. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần xà chiêu dách, quay Iron Maid và tháo vũ khí ra. Thì lúc này các bạn sẽ không thể di chuyển được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đứng ở một cái thế rất là anime. Thôi nói chung là ngầu được đúng không? Và bước tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ lấy trái portal ra. Và bây giờ thì kiếm một hòn đảo đó và TP lại. Ui và bây giờ mình lại bị TP liên tục nữa rồi. Mình ghét nhất là cái lỗi như vậy luôn á. Thôi không được, mình phải reset. Ui vãi, các bạn coi mình bay. Ui lên C6 luôn. Vậy là cái lỗi này có thể giúp các bạn bay lên C6 cách nhanh nhất luôn nha. What the hell. Và đến với lỗi cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là lỗi của trái spider. Thì bây giờ mình lấy trái spider ra phát các bạn, trái của Doflamingo. Thì như các bạn biết, trái spider có một chiêu rất là thú vị, đó chính là chiêu ép đu dây. Đó cực kỳ đỉnh luôn đúng không? Nhưng mà có vẻ có khá ít bạn biết xài chiêu ép này theo cách đúng nhất. Ý mình là theo cách dùng lỗi bung. Thì để bung được bằng chiêu ép này, các bạn chỉ cần bấm vô chữ equip các quỷ khác và xài chiêu ép. Thì lúc này các bạn sẽ bay vĩnh cửu luôn. Ơi ôi hên quá, lần này mình biết xài tập người cá các bạn ơi. Thì lúc này các bạn có thể bay vĩnh cửu bằng trái spider, nhưng mà bay xuống nước như thế này mình nghĩ không có tập người cá, là chỉ có thôi. Nói chung cái lão này dùng để di chuyển cũng khá là hay ha, nhưng mà vẫn chậm hơn trái portal. Ok đó chính là tất cả là bung của video ngày hôm nay. Mong các bạn kéo xuống dưới đăng ký và like kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.